cây xăng bến xe các bạn, bến xe cũ này, đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo, cây xăng Trần Hưng Đạo, bùng binh nhỏ trước bến xe cũ, đối diện là đường Trần Hưng Đạo, cái dốc đi xuống bến xe các bạn. Bây giờ mình đi qua cái đường Lê Hồng Phong các bạn, đi qua công viên này, đi qua công viên Quang Trung á, mình sẽ quay lại cái phòng ngủ nổi tiếng hồi xưa các bạn. Do một bạn nhắc bây giờ mình mới nhớ, đây là phòng ngủ Chí Thành. Mình đi tầm 11 giờ trưa các bạn, trên đường đi quay clip đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ mình ghé qua đây mình quay cái phòng ngủ Chí Thành cho các bạn xem luôn. Mình đi nè, phòng ngủ Chí Thành lâu lắm mà không nhắc mình cũng quên luôn các bạn. Bây giờ là trung tâm điện lực Quy Nhơn nè, chỗ mà làm hợp đồng mà điện rồi đó. Đây Nguyễn Cự các bạn, đường dây ADS chỗ đây nè, chỗ đây là mấy cái tiệm xưa nè, đây ADS rồi đài nè, nhà máy đài nè, cái bảng ADS như đâu mất rồi. Phạm Vinh khắc dấu đây bạn, đây có cái hẻm và cái tiệm bánh Ngọc Nga nè, cái hẻm đi vô trong khu xóm Mượn Bông. Đây công ty điện lực Bình Định, điện lực Quy Nhơn, phòng ngủ Chí Thành cũ à. Giờ này sợ người ta nghỉ việc, người ta mình không vô trong thì mình đi vô thử nha, không được thôi. Dãy mà, cái dãy mà bên phía phòng ngủ Chí Thành nè, mà Đồng Dụng nè, Hoàng Vinh nè, Bảo Trì mà, cái Bảo Trì đây là cũng lâu nè, hồi trước nhớ là tiệm điện tử. Đây phòng ngủ bên trong. Đây là công viên Quang Trung các bạn, hồi xưa là gọi là vườn bông á. Bên đối diện là rạp Trung Vương cũ, bây giờ như là rạp Quang Trung. Để mình đi vào thử có quay vào quay gì được không các bạn. Nhân viên chuẩn bị đi về. Đối diện là tiệm bánh Ngọc Nga các bạn.